Xin mời. Xin mời. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Uống cà phê sữa, say nào. Uống cà phê sữa. Yes, đúng rồi. Ngon không? Cà phê sữa ngon không? Say, how is it? Ngon quá. Ngon quá. Đúng rồi, cà phê sữa. Cà phê sữa. Ngon quá. Ngon quá. Giỏi. Giỏi. Chào mến chào ông bà cô chú. Hôm nay mời ông bà cô chú đi ăn nhà hàng Việt Nam với gia đình Trân nha. Canada. Nhà hàng Việt Nam ở Canada này ông bà cô chú. Rất là nhiều món luôn. Đây, nhà Trân sẽ đi ăn donut nè. Có cái donut nó quay vòng vòng luôn kìa. Donut đâu? Donut kìa. Which one would you like that day? What? Vietnamese donut? Both. Đây, vô ăn quán phở nè, ông bà cô chú. Ok, get it. Có rất là nhiều món luôn nè. Đây, phở nè. Rồi, mẹ nghe rồi. Đây là giá phở. Con ăn gì, Victor? Victor ăn gì? Let's move to daddy, mommy. Daddy đi. Lấy ghế cho em rồi. Hả? Cơm. Oh, they have beef now, daddy, beef rice nè. Rồi, a lot of food in here luôn. Yes. Gỏi cuốn nữa nè. Bún nè, bún chả, thịt nướng nè. Trời ơi, đây là giá nè, ông bà cô chú. 95 đô. Should I get one thing for him too? But the sun is here. Yes, yes. Nia Baba, don't do that. Victor, đọc với con. Muốn ăn gì nào? Mission complete, Bobby. Okay, mission complete. Rồi con đọc với con chọn cái gì đây? Now, what did we read first, Victor? Rồi đọc với. Mommy, you read, Mommy. Rồi, read nào. Rồi, để em đang đọc, em đang đọc, em đang chọn nào. Daddy, you want xin chào bà cô chú ơi. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Okay, you want coffee, iced coffee không? Yes, mom. Rồi, Victor uống nha, uống sinh tố nè. Ngon quá. Đợi em, đợi tới lượt con, đợi tới lượt. Cho em uống trước đi. Ngon quá. Rồi, tới lượt con. No, leave mama first now. Ngon không? Ngon. Giỏi quá. Ngon quá biết chưa? Yummy. Alright. Uống trà sữa trân châu nè ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú uống nha. Trà sữa trân châu. Bơ. Vô với mẹ nào biết chưa? 1, 2, 3 vô. 1, 2, 3 vô. Lia Bama, smile Lia Bama. Không, hai bạn đây, uống rồi. Mời bà cô chú uống rồi. Không, mời bà cô chú uống trà sữa cho cháu. Bubble tea. Yes. Mời bà cô chú ăn cơm nè, nhà hàng Việt Nam. Rồi, cảm ơn. Cơm ngon quá, bà cô chú ơi. Rồi, mời bà cô chú ăn nè. Smell good. Mời bà cô chú ăn tô, ăn trưa đi, đã đi. Xin mời. Xin mời. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Ăn trưa. Ăn trưa. Giỏi quá. Giỏi quá. Mời ăn bò. Cô chú ăn bò nè, ông bà cô chú ơi. Cơm bò. Bò ngon quá, mời cô chú. Rồi, ông xã cho ông khói ăn cơm bò. Bò mà làm mà kho xả ớt á, ông bà cô chú rất là ngon luôn. Lâu lắm mà mới ăn món này. Bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn cơm, ngon quá. Cơm ngon không Daddy? Is it good? How is it? Yo! Lia Mama. Nice bubble tea, Lia Mama. No, nice bubble tea. Trà sữa trân châu ngon quá, nói em. Trà sữa ngon quá.
Đúng rồi, giỏi. Nice bubble tea, Victor. Yes. anh đón chồng 42 tuổi. Thank you. Very good food. Đồ ăn ngon lắm anh. Yeah. It's the best Vietnamese hot food. Really? Yeah. Mm-hmm. No, our family. Say? Not even in Vietnam. Yeah. I went to Vietnam. I spent what? Almost a month the first time. Yes. Almost a month. Yeah. Second time, 4 months. Dạ cho ông nói đồ ăn ở quán nhà hàng no, này rất like là you. Ngon luôn. Okay, thank you. Yeah. A lot of ông ăn cái món cơm bò nướng xả rất là ngon luôn bà cô chú. Like, lemongrass. Cảm khen anh chủ nhà hàng đồ ăn ngon. Đúng rồi, mời ông bà cô chú uống cà phê sữa ở đó đi say nào. Xin mời. Ông bà. Cô chú. Uống. All the way from Saigon. Uống cà phê sữa, say nào. Uống cà phê sữa. Yes, đúng rồi. Ngon không? Cà phê sữa ngon không? Say, how is it? Ngon quá. Ngon quá. Đúng rồi, cà phê sữa. Cà phê sữa. Ngon quá. Ngon quá. Giỏi. Giỏi. Yeah, chú uống cà phê sữa nè. Yeah, no good. And Seattle too. Yeah. Not as good as you. I got a customer from here. Yeah, you're good. Ngon. You're bad. Yeah. You know? Thank you. Alba Grove. Yeah, ông nói Canada. Xin chào. Greetings to Vietnam. Yes. From Alba Grove, Canada. Ông xã Trần mến chào tất cả mọi người Việt Nam. Nhà Trần đang ở Abbotsford, Canada. Seawall Restaurant. Seawall Restaurant đây là nhà hàng Seawall tên là Seawall. The best in Canada. Ông đang quảng cáo dùm cho nhà hàng này đó, ông bà cô chú Seawall Phở. Ông nhớ cái tên mà Trần không nhớ luôn á. Còn nhờ ông này nhớ dai. Đây là nhà hàng Việt Nam nè ông bà cô chú, quay cho ông bà cô chú xem nha. Đây nhà hàng Simo nè ông bà cô chú. Đây là cái địa chỉ ở Canada nè. Ăn quá trời ăn. Oh, ok, yeah, mama, don't break it up. 55 đô 33 cent Canada. Là khoảng 1 triệu tiền Việt Nam. Chân từ nhà hàng đi bộ qua cửa hàng bán bánh donut nè ông bà cô chú. Em sẽ mua bánh donut nè. Có cái donut nó quay vòng vòng để quay cho ông bà cô chú coi nha. Đây. Giờ vô tiệm nè. Đây vô donut nè. Quá trời donut luôn. Hi. Can I have one lemon coconut? And one apple. Different. Which one is better? Okay, so just try this one. Yes. Đây, cho quay nha mọi người coi nha. Mời cả nhà ăn donut. Từ cửa hàng donut đi qua lại nhà hàng Việt Nam nè ông bà cô chú. Đây cho quay không gian ở nhà hàng Việt Nam cho ông bà cô chú coi nè. Cảnh Việt Nam ha. Ồ có karaoke nữa nè. Anh nói là karaoke miễn phí chứ mình có tiệc tùng nè. Trần phải công nhận không gian nhà hàng rất là ấm cúng. Bước vào cửa là đã được nói tiếng Việt rồi. Là cảm thấy là bớt nhớ nhà liền ngay lập tức luôn á. Đúng là quê hương này chùm khế ngọt luôn đó ông bà cô chú. Không đâu bằng quê hương mình với những món ăn rất là quen thuộc ha. Trân ăn rất là nhiều món ăn từ rất là nhiều nhà hàng giống như Trung Quốc nè, nhà hàng Thái, Hàn Quốc, những nhà hàng của Mỹ. Theo Trân thấy món ăn Việt Nam vẫn là ngon số 1. Trân cũng đi ăn nhiều nhà hàng Việt Nam ở Mỹ, nhưng mà dường như nhà hàng này là hợp khẩu vị của nhà Trân nhất. Vì nhiều nhà hàng Việt Nam ở Mỹ, vị nó không giống như Việt Nam, giống như là bị lai lai theo kiểu bán cho những người, cũng có những người Mỹ người ta ăn nữa, nên cái vị nó không có giống nguyên thủy hơn nguyên gốc. Nhưng mà ở nhà hàng này thì vị nguyên bản của Việt Nam luôn ha. Nhà hàng này có tên là Seawall, hải nêm nếm rất là ngon, nước mắm vừa ăn, trang trí đẹp mắt, không gian ấm cúng. Anh chủ nhà hàng thì cực kỳ thân thiện. Quý vị ai đi du lịch qua Canada thì nhớ ghé nhà hàng Việt Nam Seawall Hải Tường để ủng hộ nhà hàng nha.
Đây là địa chỉ của nhà hàng Trân để lên màn hình nè. Trân đảm bảo quý vị món ăn rất là ngon, nêm nếm cực kỳ đậm đà, quá tuyệt vời. Đặc biệt có rất là nhiều món ăn và nhiều lựa chọn cho tiệc sinh nhật đầy tháng. Đặc biệt có karaoke miễn phí khi đặt tiệc ha. Không khí thì y chang như Việt Nam. Trân không nghĩ là Trân đang ở Canada. Điều đó thật là tuyệt vời. Anh tên gì? À, tên Tường nè. Anh tên Tường. À. Anh mở nhà hàng này lâu chưa anh? Nhà này mở trước Covid năm trước Covid đầu, là 2020 19 đầu nha. 19 đến 19 rồi sau đó 20 tháng 3 mở. Dạ. Ở đây là rất là nhiều người Việt Nam tới ăn đúng không anh? Đúng đa rồi. Số đa Việt số Nam tới Việt ăn. Nam. Ờ, địa chỉ của anh là 27248 đường Fraser Highway ở Outago, BC. BC Canada. Canada. Rồi ông bà cô chú nào mà Việt Nam mình đi qua Canada chơi thì nhớ ghé quán anh ủng hộ nghe, ăn rất là ngon luôn bà cô chú. Gia đình cho hai vợ chồng ăn là hết hai dĩa luôn, ăn sạch sành sành. Đặc biệt tiệm này lại có lẩu. Dạ, em có thấy có lẩu. Ồ đúng rồi. Lẩu dê nè, lẩu thái thơm thơm chua cay rồi đó. Ồ lẩu dê, lẩu thái, lẩu bò luôn. Có rất là nhiều lẩu luôn. Wow. Lẩu cá kèo nữa. Thì hai giờ hot luôn đó đi. Rồi. Ốc xeo luôn. Dạ. Ốc xeo luôn rồi. Ừ. Có lẩu bò, đuôi có bò không bò, anh? Dạ. Không có đuôi bò. À vậy không hả? Bíp, bíp, dạ. Oh wow. Rồi còn nhà hàng mình cũng có phục vụ tiệc sinh nhật nữa nè. Ông bà cô chú nào cần tổ chức sinh nhật ở đây thì cũng liên hệ anh luôn ha. Món ăn rất là rẻ, giá cả phải chăng mà đặc biệt rất là ngon. Ok, cảm ơn nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Ừ. 65 đó anh. Body này đâu có 65 đâu. Nói ông xã cho họ báo tuổi cho ảnh là 65 tuổi nhưng mà ảnh không có tin là ảnh đoán là 42 tuổi đúng không anh? 42 tuổi. Yeah, chủ nhà hàng nào mà cô chú ơi. Ok, rồi, cảm ơn nha. Chào mọi người, hôm nay gặp chị YouTuber rồi đó. Cảm ơn anh. Đó giờ không cứ ngưỡng mộ mấy người YouTuber đó. Tại vì mình thấy là họ bây giờ rất là quyền lực. Phải dùng cái từ đó. Không, em chỉ muốn là chia sẻ những cái thông tin thực tế giúp cho mọi người biết chứ. Nhưng không mà... là cái gì mà nó xa hoa giống như nhiều người ta chia sẻ. Nhưng mà vấn đề là họ phải có một cái tài. Nhiều khi mình muốn lên làm gì đó mà mình có cảm giác là mình ngại ngùng mình chia sẻ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó là mới đầu em cũng có những cái đó, phải qua kinh nghiệm mình mới làm được những cái đó. Mình không biết là mình làm gì có... sát hàng kìa. Okay. Bắt tay. Đi cho bắt tay kìa. Đi cho thăm this side. Bắt tay nè. Yeah. Okay. Bắt tay. Rồi, okay. Giỏi quá. Mi giỏi, con. Mi giỏi. Vô tay, vô tay, vô tay, vô tay. Vô tay. Giỏi quá. Rồi, okay. Rồi em chào anh nha. Rồi ha, rồi, thank you ha. Cái nhà hàng này trong bài cô chú coi nghe. Đây là ở ngoài nè. Chỗ đổ xe của nhà Trân nè. Kế bên kia là tiệm donut nè. Hả? Nóng không con? Đợi tí xíu ba ra là mình đi. Địa chỉ nè, 27248 nè. Con chiều Bình Khuyên. Quá, vỗ tay, vỗ tay. Yes. Đường phố ở Canada nè, ông bà cô chú. Ở đây gặp rất là nhiều người luôn. Đứng ăn có tí xíu mà gặp được hai người Việt Nam nữa, nói chuyện vui. Canada là rất là nhiều người dân nhập cư ha. Đây, hai donut. Đường phố Canada rất là bận rộn ha. Con người rồi cũng rất là vui vẻ. Chào mừng ông bà cô chú ăn bánh donut nè. Mời ông bà cô chú ơi, sai lầm khi mua bánh donut. Chân ở Mỹ bao nhiêu năm nay nhưng mà lần đầu tiên Chân ăn cái bánh donut như thế này mà nó ngọt không thể nào tưởng tượng luôn. Chân ăn chỉ có một đúng một muỗng rồi chứ không ăn nữa luôn đó ông bà cô chú, nó quá ngọt.
nhà Trân mua hai cái và Trân cắt ra mỗi cái một nửa, còn lại một nửa là nhiều khi ở Trân không muốn bỏ thức ăn nhưng mà cái này nó quá ngọt Trân không thể nào ăn được nên ở Trân bỏ đi luôn đó bà cô chú. Lần đầu tiên mà ăn cái bánh nó ngọt như thế này luôn, mặc dù Trân đã ăn chung với lại trái táo cho nó đỡ ngọt rồi nhưng mà nó vẫn quá ngọt. Không hiểu sao người ta ăn Mỹ người ta ăn hay ghê. Việc khi mà mình ăn ngọt là không có tốt cho sức khỏe, đó là nguyên nhân cho bệnh tiểu đường, rất là nhiều bệnh thế kỷ luôn đó bà cô chú. Huyết áp cao, tiểu đường, ung thư và nên tránh xa được. Con mời ông bà cô chú ăn bánh donut hay không? Đi ba ma. Con chào ông bà cô chú. Con mời ông bà cô chú ăn bánh donut nè. Biết chưa? Xin mời ông bà. Rồi táo nữa. Táo nữa hả? Đâu? Táo đâu? Chỉ mẹ coi. Đó vậy. Ồ, táo đây nè hả? Ồ, con ăn bánh táo, bánh donut ngon quá hả con? Ngon không con? Dạ ngon, giỏi quá. Victor, xin mời. Xin mời. Ông bà. À, bà. Cô chú. Cô chú. Ăn bánh. Ăn bánh. Donut. Donut. Ngon lắm. Ngon lắm. Giỏi quá. Ăn táo. Quá. Ngon quá. Ngon quá. Giỏi.